toàn cảnh chiến sự Nga Ukraine ngày thứ 779. Ukraine dùng UAV bắn sao Lancet của Nga tập kích phòng không Nga. Nga hốt hoảng phát hiện quân đội Anh đứng sau chiến dịch giúp Ukraine tấn công hạm đội biển đen Nga ở Crimea. Thiên tai ập đến, nước nhấn chìm nhà máy duy nhất ở Nga sản xuất xe chiến đấu bộ binh mới nhất. Mặt trận phía đông rực lửa khi Nga công phá các thành trì chiến lược của Ukraine. Lính Nga cấp báo về sự hỗn loạn ở vùng Belgorod, thiệt hại không thể kiểm soát. Thiên Yến mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, Ukraine tăng cường tấn công các tổ hợp phòng không Nga bằng loại UAV có vai trò tương tự mẫu Lancet của đối phương. Ukraine đang phát triển loại máy bay không người lái mới có tầm tấn công xa hơn, giúp họ có thể hạ những hệ thống phòng không đắt tiền của Nga. Những loại UAV này được mệnh danh là bản sao của Lancet vì chúng thực hiện vai trò tương tự mẫu máy bay không người lái Lancet do Nga chế tạo. Tuy nhiên, biên tập viên David Kaplan của Forbes nhận định, chúng có thể xuất hiện với số lượng lớn hơn nhiều. Ram-X, một trong các mẫu UAV tầm xa mới của Ukraine, ngày 9 tháng 4 tập kích hệ thống pháo tên lửa phòng không 2S6 Tengeshka của Nga, gây ra hỏa hoạn và làm tổ hợp hư hại nghiêm trọng. Cơ quan an ninh Ukraine SBU cũng đăng video cho thấy UAV phá hủy bệ phóng và radar của hệ thống bịch, hai tổ hợp TAR, một tổ hợp Shrela-10 và một pháo tên lửa phòng không Tengeshka khác. Hamblin cho rằng Nga chưa có biện pháp hiệu quả ngăn chặn UAV tầm xa mới của Ukraine. Các hệ thống phòng không của Nga bị phá hủy đều là tài sản đắt tiền, khó hoặc không thể thay thế trong thời chiến. Việc tổ hợp Tereska vốn có nhiệm vụ đối phó UAV bị phá hủy không phải là điều ngạc nhiên khi quân đội Nga vào năm 2020 đánh giá hệ thống phòng không chiến thuật này gần như vô dụng trước mục tiêu nhỏ. Bộ trưởng chuyển đổi số Ukraine Mikhail Fedorov hồi tháng 2 cho biết nước này đang sản xuất hai loại UAV tương tự mẫu Lancet của Nga. Các loại UAV này có thiết bị dẫn đường đặc biệt để bảo đảm đánh trúng mục tiêu ngay cả khi bị tác chiến điện tử đối phương gây nhiễu. Ram-X có thể là một trong hai mẫu UAV như vậy. Ukraine còn phát triển UAV Perun với hình dáng và thiết kế tương tự Lancet, dường như sản phẩm này ra đời nhờ kỹ thuật đảo ngược. Bản thân UAV có nhiều đặc điểm thiết kế giống đạn tuần kích Hero do Israel phát triển. UAV Lancet do công ty Sala thuộc tập đoàn Kalashnikov chế tạo là một trong những mẫu vũ khí thành công trong chiến sự Nga-Ukraine. Mẫu UAV Nga có trọng lượng 12 kg và tầm tấn công 40 km này đã chứng tỏ hiệu quả trong tiêu diệt xa tăng, pháo hoặc các mục tiêu khác của Ukraine. Hamblin nhận định, hạn chế lớn nhất của Lancet là số lượng xuất xưởng thấp, khả năng do các đợt tập kích bằng drone của Ukraine nhằm vào cơ sở chế tạo linh kiện quan trọng của mẫu UAV này. Theo Hamblin, Lancet có giá khoảng $30,000 mỗi chiếc. Các mẫu UAV với tính năng tương tự của Ukraine có thể rẻ và được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều. Drone góc nhìn thứ nhất, FPV, thường có tầm tấn công khoảng 10 km, trong khi UAV bản sao Lancet của Ukraine có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 50 km hoặc xa hơn tùy vào phương thức liên lạc. Tầm tấn công này tương đương rocket của tổ hợp HIMARS giúp UAV Ukraine có thể tập kích các mục tiêu như pháo và hệ thống phòng không mà Nga bố trí ngoài phạm vi hoạt động của FPV. Hamblin cho biết các cuộc tập kích tầm xa đòi hỏi thông tin tình báo tốt. Ukraine dường như nhận được nhiều thông tin mục tiêu được chuyển giao của Mỹ và các đồng minh phương Tây, những nước vốn sở hữu nhiều vệ tinh cùng hệ thống thu thập thông tin tình báo hiện đại. Nga hốt hoảng phát hiện quân đội Anh đứng sau chiến dịch giúp Ukraine tấn công hạm đội biển đen Nga ở Crimea. Cơ quan an ninh Liên bang Nga gọi tắt là FSB đổ lỗi cho Vương quốc Anh đã tạo điều kiện cho phần lớn các cuộc tấn công của Ukraine vào Crimea. Trong một tuyên bố bằng video do FSB phát vào hôm thứ Năm, một sĩ quan tình báo Nga cho biết cơ quan này thường xuyên nhận được thông tin về sự tham gia của các cơ quan tình báo phương Tây, chủ yếu là Anh, trong việc huấn luyện lực lượng đặc biệt Ukraine. Văn phòng Điện Kremlin cho biết, chúng tôi đã thiết lập vai trò giám sát của lực lượng đặc biệt Anh trong phần lớn các hành động khủng bố và phá hoại nhằm vào các tàu của hạm đội biển đen của Nga và bán đảo Crimea.
FSB không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh cho tuyên bố của họ, và Newsweek đã liên hệ với văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Vương quốc Anh Grandsep qua email vào thứ Năm để đưa ra bình luận. Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công chống lại Crimea và hạm đội Biển Đen của Nga trong những tháng gần đây, gây tổn thất đáng kể cho hạm đội Hải quân Moscow đóng quân quanh bán đảo. Ngoài Hải quân Nga, Ukraine tấn công các cơ sở quân sự quan trọng trên khắp Crimea, nơi đóng vai trò là bệ phóng cho cuộc xâm lược toàn diện của Moscow vào tháng 2 năm 2022. Ukraine cũng nhắm tới cơ sở hạ tầng như cầu Kerch nối Crimea với đất liền Nga. Các cuộc tấn công của Kiev vào cây cầu đã làm gián đoạn dòng giao thông và vật tư qua cầu trong hai lần khác nhau. Và một báo cáo hồi đầu tháng này của tình báo quân sự Ukraine đã tiết lộ về một cuộc tấn công thứ ba trong nửa đầu năm 2024. Ukraine tuyên bố rằng chiến tranh sẽ không thể kết thúc cho đến khi Crimea, nơi bị Nga sáp nhập bất hợp pháp vào năm 2014, được trả lại cho Kiev quyền kiểm soát. Theo FSB, lực lượng Anh đã giúp huấn luyện quân đội Ukraine và cung cấp cho Kiev thiết bị trinh sát cũng như các loại vũ khí và chất nổ mới. Sĩ quan FSB cho biết, các cơ quan tình báo Anh không bận tâm đến việc lên kế hoạch cho các hành động được cân nhắc kỹ lưỡng và các hoạt động chi tiết, càng không quan tâm đến sự an toàn của nhân viên lực lượng vũ trang Ukraine. Thiên tai ập đến, nước nhấn chìm nhà máy duy nhất ở Nga sản xuất xe chiến đấu bộ binh mới nhất. Tại vùng Kherson của Nga, khả năng rất cao doanh nghiệp duy nhất sản xuất BMP-3 và BMD-4 mới cũng như hiện đại hóa các xe bọc thép khác đã chìm trong nước. Kherson Masavod, doanh nghiệp duy nhất ở Liên bang Nga sản xuất các loại xe bọc thép mới nhất cho quân đội Nga, sẽ chìm trong nước và công việc sản xuất của nhà máy sẽ bị dừng lại. Ấn phẩm Defense Express viết về điều này, trong đó các nhà phân tích đã đưa ra bản đồ chính thức của đô thị Kherson với các khu vực lũ lụt dự kiến. Các nhà phân tích báo cáo rằng, tại các khu vực của Liên bang Nga giáp Kazakhstan, lũ lụt quy mô lớn mới chỉ bắt đầu và mực nước sông Topol ở Kherson sẽ dâng cao do xả nước tới các hồ chứa. Và mặc dù nước dâng cao vẫn chưa đến được nhà máy quân sự, nhưng phần lớn thành phố đã bị ngập lụt. Điều này được chứng minh bằng bản đồ của chính quyền Kherson. Trên đó, các vùng được tô màu vàng và đỏ hiển thị những gì sẽ ở dưới nước nếu mực nước sông tăng 7,7 m hoặc 9 m. Các đường biểu thị dự báo ranh giới lũ lụt của thành phố nếu mực nước dâng từ 11 đến 14 m. Kherson Masavod nằm trong khu vực được cảnh báo chịu mức nước cao nhất nhấn chìm. Bộ Tình trạng Khẩn cấp và các cơ quan liên quan khác của Nga theo dõi thảm họa thiên nhiên từ xa không công khai cho biết Kherson sẽ bị ngập bao nhiêu mét mà đưa ra ước tính mơ hồ về mực nước dâng từ 9 đến 14 mét. Ngược lại, chính quyền địa phương trấn an người dân rằng thảm họa có thể tránh được nhờ một số yếu tố tự nhiên. Vì vậy, có khả năng cao là thiên nhiên dưới dạng lũ lụt sẽ tấn công khu liên hợp công nghiệp quân sự Nga tồi tệ hơn bất kỳ lệnh trừng phạt nào, và nhà máy sản xuất vũ khí để giết người Ukraine sẽ dừng lại. Mới đây, một trận lũ lụt bất thường ở vùng Odenburg của Liên bang Nga đã làm tê liệt nhà máy lọc dầu Osk. Mặt trận phía đông rực lửa khi Nga công phá các thành trì chiến lược của Ukraine. Các lực lượng của Nga đang tiếp tục đạt được thành quả ở mặt trận phía đông Ukraine trong những tuần qua sau khi kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka vào ngày 17 tháng 2. Trong khi đó, Ukraine chủ yếu tập trung giữ vững phòng tuyến và tiếp tục tấn công các căn cứ quân sự nằm trong lãnh thổ nước Nga. Đa số sức ép đối với lực lượng phòng thủ Ukraine đến từ bom lượng của Nga. Loại đạn cỡ lớn có thể tạo ra miệng hố sâu 6m và rộng 20m với bán kính phá hủy vài trăm mét. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba gần đây cho biết, Nga đã thả khoảng 700 quả bom lượng chỉ trong một tuần và cách duy nhất để đối phó với chúng là bắn hạ các chiến đấu cơ triển khai phương tiện này. Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại London cho hay Nga đang sử dụng bom lượng cùng với đạn tấn công trực tiếp với số lượng lớn để áp đảo hệ thống phòng không Ukraine. Các quả bom lượng vốn là đạn quán tính được trang bị thêm cánh để tăng tầm hoạt động. Tuy nhiên, IISS gần đây cho biết Nga đã phát triển một loại bom lượng thông minh hơn do vệ tinh dẫn đường. Ngày 5 tháng 4, truyền thông Ukraine dẫn các nguồn tin của Cơ quan An ninh và Tình báo Quân sự cho biết các lực lượng của nước này đã sử dụng UAV tấn công 4 sân bay
gồm Azov cách Moscow 730 km về phía đông nam, Morozov cách Moscow 870 km về phía đông nam, Yeltsin cách Moscow 1.000 km về phía nam và Kursk cách Moscow 450 km về phía tây nam. Theo các báo cáo trên, Ukraine đã gây ra tổn thất nhiều nhất ở Morozov, phá hủy 6 máy bay ở đây, gây tổn thất cho 8 máy bay khác và khiến 20 quân nhân thương vong. Các nguồn tin cũng cho biết hai máy bay ném bom chiến lược Tupolev 95 đã bị tổn thất tại Azov và 3 máy bay ném bom Sukhoi 25 đã bị tổn thất ở Kursk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington cho hay, nếu được xác nhận, tổn thất có thể là khoảng 5% máy bay ném bom chiến lược Tu-95 của Nga trong một cuộc tấn công đáng chú ý. Giới quan sát cho rằng, sân bay và các chiến đấu cơ của Moscow đã trở thành mục tiêu ưu tiên cao của Ukraine khi các lực lượng của nước này tăng cường tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, Nga lại đưa ra những thông tin khác. Thống đốc Rostov Vasily Golubev thông báo trên Telegram rằng, hệ thống phòng không của căn cứ đã đẩy lùi các cuộc tấn công, hầu như có rất ít tổn thất và không có ai bị thương. Theo Business Insider, hiện vẫn chưa rõ mức độ thành công các chiến dịch tấn công của Ukraine. Một ngày trước cuộc tấn công, hình ảnh vệ tinh cho thấy có 29 chiến đấu cơ trong sân bay. Sau đó, ngày 6 tháng 4, các bức ảnh mới cho thấy hầu như có rất ít tổn thất với căn cứ đặt các chiến đấu cơ này. Không có máy bay nào bị phá hủy và căn cứ hầu như không có dấu hiệu bị hư hại ngoài một vài miệng hố. Lính Nga cấp báo về sự hỗn loạn ở vùng Belgorod, thiệt hại không thể kiểm soát. Tình báo quân đội Ukraine gần đây đã công bố đoạn ghi âm về những gì họ nói là một cuộc điện thoại bị chặn, trong đó một người lính Nga ở vùng Belgorod của Nga phàn nàn về những tổn thất của binh sĩ trong cái mà anh ta gọi là một mớ hỗn độn hoàn toàn của một cuộc tấn công, chiến lược thời chiến. Đoạn ghi âm ban đầu được Ban Giám đốc Tình báo quân sự Ukraine GUR đăng tải vào hôm thứ Ba trên kênh Telegram của mình, nhưng Kiev Post đã dịch lời kêu gọi cho một bài báo hôm thứ Năm. Newsweek không thể xác minh độc lập tính xác thực của cuộc gọi và Bộ Quốc phòng Nga đã gửi email vào thứ Năm để bình luận. Các khu vực Belgorod và Kursk của Nga nằm gần biên giới Ukraine là nơi xảy ra giao tranh dữ dội kể từ khi các chiến binh Nga trong Điện Kremlin tràn vào khu vực này vào tháng trước. Cùng với việc giao chiến với lực lượng của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở hai khu vực, lực lượng dân quân ủng hộ Kiev còn tuyên bố đã giành quyền kiểm soát làng Gorodsky. Người lính giấu tên cố tình phát biểu trong đoạn ghi âm mà tình báo quân sự Ukraine thu được, mô tả đơn vị của anh ta bị tổn thất nặng nề ở quận Kevorodsky của Belgorod. Theo bản dịch của Kiev Post, khi nói về số lượng binh sĩ bị mất trong đơn vị của anh ta, người lính nói rằng đó hoàn toàn là một mớ hỗn độn, hoàn toàn hỗn loạn. Ở những nơi khác trong cuộc gọi, người lính này được cho là đã nói về việc thành lập một lữ đoàn quân sự mới của Nga gồm 500 cá nhân mà anh ta gọi một cách thô bạo là một băng đảng. Tình báo quân sự Ukraine thường xuyên đăng tải đoạn ghi âm về những gì họ cho là các thông tin liên lạc bị chặn liên quan đến quân đội Nga. Các cuộc gọi thường được coi là ví dụ về tinh thần xuống cấp của các chiến binh của Putin ở Ukraine. Vào tháng 12, tình báo quân sự Ukraine đã chia sẻ một đoạn clip như vậy về hai người lính Nga bày tỏ sự thất vọng về cuộc chiến bằng cách nói về việc lãnh đạo một cuộc binh biến chống lại Điện Kremlin. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.